Xin chào cả nhà mình nha. Hiện tại thì hôm nay á, thì Nhân đang có mặt ở là trại dê Minh Tân, ở là khu phố 1, thị trấn Vĩnh An, huyện Bình Củ, tỉnh Đồng Nai. Đây, hôm nay thì mình sẽ mời cả nhà mình đi thăm trang trại của anh Tân này nha cả nhà. Rồi, và cả nhà mình cùng đi theo Nhân nha. Cái con mà này nó đẻ là con đen thùi lùi à? Con đen nó là đen tím á. Đen tím. Con nó hiền ha. Con cha nó đây anh. Hai ô trong đây cho mười mấy con luôn. Nó hiền ha, con dê này nó hiền anh ha. Dạ. Nó thấy người là nó đến ha, nó không có giữ ha. Đây cả nhà ơi, ở đây là dê tơ đầu xô có nè, bách thảo có nè, đây hàng trắng cũng có luôn. Đây, ở đây là giá cả rất là phải chăng nha cả nhà. Mà theo mình được biết á, thì trại dê ở đây là hiện tại là có hơn 1.000 con đó, tha hồ cho anh em lựa chọn nha. Mình một số anh chị thì có thể là tới đây có thể là lấy giống mua đi bán lại, mà cô chú nào muốn nuôi dê á, thì mình cũng có thể đến đây mình kiếm giống về mình để nuôi cũng ok. Đây mấy cái hàng trắng á, là từ 130, mà gọi là hàng đầu xô lai lai thì 160, nói chung là hàng đẹp nữa thì cao cấp vip hơn nữa thì cũng là lên gần 200. Dạ, mà đẹp nữa thì nói chung cũng có lên tầm khoảng là gần 300. Dạ, quan trọng là ví dụ con dê đẹp á thì giá khác, mà con dê bình thường á thì giá khác. Dạ, quan trọng là lựa con đó phải không, hay biết giá không. Nói chung là mình nói là chỉ nói chung chung thôi, nó dao động từ dê mà dê có bầu á là dao động từ 130 đến 200. Dạ, giá trung bình thôi. Nói chung là mình bán thuộc dạng là tầm chung chung thôi. Hàng đẹp thì cũng có, nhưng chủ yếu là mình để mình nuôi, mà anh chị nào có nhu cầu á, coi là cần hàng vip á, thì lúc đầu thì mình cũng bán vip luôn. Dạ, nào ở chạy cũng bán hết á. Dạ, thích con nào, khách thích con nào. Đây bên đây là đực đã ha. Cái này là mình dỗ lên nè con, đây là mình làm giống vẫn ok phải không anh ha? Đúng rồi. Dạ, nhỏ nhỏ ha, cái này toàn nhỏ nhỏ không à. Cái này là mấy con được cái, con này là mấy con mới tách. À, đây là gì con mới tách. Cái này gì con mới tách mấy tháng rồi mà nó to vậy anh? 2 tháng mấy à? À, 2 tháng. Ồ, con này nặng ha, khó ha. Ừ, nghịch á, nghịch dữ à. Mà. Dạ. Dạ. Mày hả? Đây, còn bên đây là hàng bên đây là hàng nhìn đã anh. Cái này nếu mà dê giống này mình bán người ta trong thời điểm này á, hôm nay á, thì giá như thế nào anh? Ví dụ là hàng nhỏ ký thì đang tầm giá 200. À, hàng nhỏ 30 kg. À, 30 kg, tầm dưới 30 trở xuống. Thì giá 200. Và hàng lửa. Hàng lửa. À, còn mà từ 30 trở lên thì giá nó sẽ mềm hơn. À, vậy là 30 ký trở lên thì giá nó mềm hơn xíu, là 200 đô lại. Giá dao động từ cái con số ký thôi. À, thì quan trọng là từ số ký đó. Đây, hóa trời luôn. Nhìn đã ha, nói chung là đầu xô cũng có nè. Xô nè. Nó hiền ha, nói chung mấy con dê đây nó. Dê đây nó hiền đó. Dạ. Ở khu dưới đó là mình dê gì dưới anh? Cái được tùm lum hết. À. Nói chung là cái được có hết. À, ở đây là chuồng mà là mình đổ cột hết luôn rồi. À, đổ cột, đổ bê tông hết, là chỉ có là mình là lót cây ngang thôi là. À, dưới đây là mình làm cái là điểm lót sinh học, là mình xử lý là như thế nào anh? Là dưới đó có những cái gì rồi anh? Mùng cưa với men vi sinh. À, ở dưới đây là mùng cưa, men vi sinh.
cam bắp. Cái bao nhiêu lâu mình dọn một lần hay là mình để vậy luôn anh? Không, mình nuôi tầm khoảng 7 8 tháng mình mới dọn lần. À, cái này là 7 8 tháng mình dọn lần xong rồi mình để tiếp tục lại như vậy. Dạ. Dạ, hàng chi em vô đây em thấy nó cũng không có hôi. Dạ. Mình có một cái quạt để đằng kia kìa. Là để cho lúc nào nó cũng thoáng ha. Dạ, không gió. Dạ. Ở đây em thấy đâu có nóng đâu ha. À, đây, ở đây đây là dê về anh ơi. À, cái này lên đây là hàng để thịt ha, dỗ béo rồi. À, bên đây là cái tơ. Ồ, nhìn mấy cái tơ này thì mình giá nó dao động như thế nào anh? Ví dụ là hàng này là bao nhiêu ký anh ha? Này này có hàng tầm hai mấy ký thì nói chung hàng lai thì mình bán 140 ký. À, hàng lai là 140 ký. À, là hàng lửa luôn đó, là cho mình anh em thích yêu cầu thích con nào thì mình bắt con đó. Đó là hàng nhà 140 nha, từ hai mấy ký thôi. Cái này là mình nuôi chắc về 1 tháng 2 tháng là mình vô nọc được rồi phải không anh ha? Sắp tách ra để vô nọc á. À, vậy là cái hàng này chuẩn bị tách ra để mình vô nọc nè. Ủa, có mấy con bò cũng đã nha, bò nè. Kia có con bò luôn ha. Dạ, ở trong đây là bò bánh thảo rồi. À, bánh thảo bánh thịt. Mày hả mày? À, bên đây đực, nói cho mình chia ra, cứ bên đực bên cái. Ở đây là mình cứ ống nước hết. Đúng là có cái ống nước này nó tiện ha, nó bền ha. Dạ. Ở đây là con đực này mấy đôi rồi anh, mà nhìn thấy ba đôi. Cứng ha. À. Đây, mấy hàng đây là 4 mấy ký hết à. Dạ. Hàng này là giá là từ 140. Đúng giá luôn, là 140 nè. Mấy này có nó tầm có bầu khoảng mấy tháng anh? À, này là bầu 3 tháng mấy rồi nè. Anh chị mà có nuôi dê thì mình mua cái hàng này là được nè, hàng tầm trung nè. Đó. Đẹp nè, nói chung là mình thấy dê cũng được. Đó, ok nè. Bầu 3 tháng, 3 tháng mấy mình về nuôi chắc cỡ 1 tháng mấy nữa. Mấy nữa là được rồi. Dạ. Công nhận cái điểm lót sinh học nó cũng hay ha. Dạ. Đây. Bên đây là cũng hàng tơ giống luôn. Hàng đực. À, được để thúc thịt đó. À, đợt này là để mình thúc mình bán thịt thôi. Dạ. Mà giá này là mình để mình nuôi lớn không bao nhiêu mình bán anh, ví dụ là tầm khoảng 35 tới 40. À, 35 đến 40 là mình để bán hàng thịt. Dạ, còn nếu mà cái gọi là cái hàng nào đẹp á thì bắt đầu mình thấy đạt chuẩn hay là nghề mà không đem làm giống. Với lại cha mẹ có nguồn gốc rõ ràng. Dạ, đúng rồi. Có nguồn gốc rõ ràng là mới đâu làm giống thôi, chứ còn bình thường thì không có nguồn gốc thì mình dỗ cho nó lớn lên. Dạ. Dạ. Đây tối mình có thắp điện không anh? Dạ. Công nhận nhìn thấy cái trang trại đã ha, cũng che lưới che đồ nó bị tạt anh, hai cái đầu đó là gió nó. Dạ. Bên kia cũng là cái trang trại của mình luôn. À, chạy heo. Dạ. À, cái này là dây con mình nhốt riêng hả anh? Ủa? Nó thấy nhỏ nhỏ là nó chạy qua nó mê hả? Nó ham vui. Cái này là để nhốt mấy con mẹ mới đẻ đó, con nó mới. À, đây. Rồi xong rồi nó chui. Rồi nó chui qua đây mình bỏ ra cây cho nó ăn. À, cái mấy thằng này là nó từ bên chuồng lớn bển. Nó chui cửa qua. Sao nó chui? À, lúc nó còn nhỏ nó chui qua. Nó chui qua chiều nó chui về. Cái nó chui vừa mà. À, nhìn thấy vậy thôi. Chui vừa. Thấy vậy nó chen ghê lắm. Dạ dạ. Hay ha. Để cho nó chui nó ăn cây cỏ cho màu đó. Ừ, con kia đẹp quá trời luôn ha. Con kia nó mới đẻ ra nhìn trắng trắng đầu đốm. À, nó phải ăn lá cây thì nó mới nhanh lớn ha. Còn con dê con nó mới tập ăn cho ăn lá cây thêm nó mau lớn hơn. Dạ, cứ mới tập ăn là mình cho ăn lá cây là mau lớn. Cái lá cây là mấy kiểu mấy cây xoan này, cái keo vậy hả anh? Keo vậy đó. Dạ. Ở đây sao có mấy con anh?
ở đây mới nhập được có mấy con à, mới nhập đây, nói chung là bên đây là cái hàng mình nhập về. Hàng nhập về mấy con đầu số thì về nhà đẻ ra. Dạ. À vậy là bắt đầu mình nhập, bắt đầu mình cái nguồn gốc rõ ràng thì bắt đầu mình chọn làm giống. À. Ồ, ở đây có mấy em nhìn đã ha. Mấy con đầu này là cũng còn kém lắm. À kém lắm ha. Nếu mà giá con này thì mấy em này dạng này chỉ cho đi thịt thôi, nuôi lớn cho đi thịt. À nhìn đây chưa đủ chuẩn đâu. Không đủ chuẩn ha. À em nhìn thấy nhiều khi nhìn thấy đẹp đẹp nhưng quan trọng là nguồn gốc nó phải ổn chuẩn thôi anh. Nó ok chút. Dạ, vậy là cái này là mình là chỉ là đi thịt thôi này nha cả nhà. Thấy chưa? Cả nhà thấy chưa? Hiện tại là giá thịt đây là mình trong thời điểm này thì nó dao động khoảng giá bao nhiêu anh? 130. À 130. 140 giá thịt. 140. Là 130 là khoảng bao nhiêu ký anh? À, từ 35 từ 30 cho tới 40. À 30 đến 40. Dạ. Nhìn có ông kia cũng đã ha. À vậy là có cái khúc ở trên đây thì đúng rồi, cái khúc là mình nuôi để mình múc lớn mình bán giống. À là mình cái khúc nào mình nuôi để bán thịt. À vậy là mình phân chia ra cái khu nào giống ok, nguồn gốc rõ ràng. Đây những khu giống như gọi là này thì giống như là nguồn gốc nó cũng là rõ ràng phải không anh? Đó. Con nói cho nó like vậy nè. Cho nó đẻ ra mà nó không cho nó bú. Cho dạ. Nó đi bú ké nên nó nói là nó la. À bú ké nó vẫn bú hả anh? Bú ké. Nó la để nó dịn con khác cho nó bú á. À hay vậy mà mấy con kia lại vẫn cho bú là nó hay chứ. Mình dịn nó lại nó bay lại nó nút. À à. Chứ bình thường anh thấy là mình không phải của nó là dịn nó không bú. Đúng rồi. À. Nói chung là ở đây thì mình thích con nào thì mình bắt con đó thôi. Đây cả nhà ơi, bên đây nè đó. Mình đang đi một dãy này nè đó, một dãy này thì bên tay trái mình đây là bên lì dây tơ đó, ở đây cũng là dây tơ luôn rồi nha cả nhà. Đây hiện tại đây là mình cho ăn cỏ xay. Rồi nếu mà hầu như là nếu mà theo mình được biết á, mình cho ăn cỏ thì mình cũng phải bổ sung thêm cám. Còn nếu mình cho ăn lá cây á thì mình khỏi cần phải là thêm cám là nha cả nhà. Đây là những đầu xô tơ. Đây nè cả nhà. Đây bên đây là cái tơ, đây là mấy con này cả nhà. Còn mà gửi về ra ngoài miền Bắc nữa thì khoảng tầm là 200-250 một con. Đây đây cả nhà thấy chưa. Đây đó, ở đây thì có mấy em nái là có bầu rồi nha cả nhà. Đây 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 là em đực. Đây nói chung là đây là chạy dê lớn lắm, nói chung là ở đây mình tính mua con gì là bán con đó. Đó nên nói chung không có để lại con gì hết, quan trọng anh chị thấy vừa túi tiền của mình thì mình lấy con đó. Có con dê này giống như kiểu con nai này nha cả nhà. Sừng nó đã to đấy. Hello em trai.
Thảo. Một điều đặc biệt là ở đây là nếu mà cô chú anh chị mình á có mua dê ở đây á thì có cần kỹ thuật về thuốc men hay là dê nó bị vấn đề gì á thì mình cứ alo thì anh chủ trại ở đây sẽ tư vấn và cho chị thuốc cho mình đấy, để phòng ngừa và trị bệnh cho dê. Nói chung là kiểu giống như là mình bao trọn gói á, có nghĩa là phân phối giống nhưng mà mình cũng tư vấn cho khách nuôi bao nhiêu hay là phân thuốc làm sao hay là gì đó. Đây giờ đây thì mình đi qua một cái luồng thứ hai nữa, chạy dê ở đây lớn lắm cả nhà. Anh Thiện tại thì anh Tân ở đây thì có hai cái trang trại, một cái trang trại ở gần nhà thì khoảng 700 con, còn cái trang trại cách nhà khoảng cây số thì tính ra là 500 con. Đây bác Thảo đây, giá nào cũng có, ví dụ giống cũng có, thịt cũng có, tha hồ lựa chọn nha cả nhà. Hơn cái con này hồi nãy nè, nó hiền ha, nó hiền lắm nha cả nhà. Đây bê đây có mấy con nái cũng đẹp lắm nha cả nhà. Đây có con dây đực chất lượng nè cả nhà. B đây con dây đó mà nghe nói người ta mua 23 triệu rồi mà chưa bán đó, được 25 triệu là anh bán luôn dây đó, nghe nói dây nhập gì nữa mà. Đây đây có con bò này nha cả nhà. Nè con cỏ đây. Đây bây giờ thì mình sẽ dẫn cả nhà thăm quan. Đây chỗ này thì chỗ máy đó, cái kho cho mình, cái kho để cỏ. Bên đây thì dây đực này nha cả nhà, dây đực hậu bị. Đây ở đây
nó nhảy ra nè. Vô này, nó quậy ghê ha. Đây cả nhà ơi, đây gì đặt con. Cái kia có hai con dê nó hút nhau rồi. Đó. À, cái dê nó hiện ra nha cả nhà. Nó thấy ra là nó đu lên. Đây. Bên đây cũng dê đực, nó toàn là đực này về mình nuôi thì làm giống cũng được nha cả nhà. Tha hồ cho anh em lựa chọn luôn. Con này sung ghê. Ở đây nó hút nhậu quá trời luôn. Đây cả nhà. Okay. Cái con đực nhỏ nhỏ như mình nó chịu đực hết rồi nó anh.